Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Bếp Vợ Đậu. Trong video ngày hôm nay, Bếp Vợ Đậu chia sẻ đến các bạn một công thức nấu phở bò đơn giản nhất. Với cái công thức nấu phở bò của Bếp Vợ Đậu ngày hôm nay thì Bếp Vợ Đậu tin chắc rằng ai cũng có thể nấu ngon, nấu thành công ngay từ lần nấu đầu tiên. Và nếu các bạn cũng yêu thích món phở bò này thì hãy vào bếp với mình ngày hôm nay nha. Đối với tất cả các món nước nói chung, đặc biệt là cái món phở bò nói riêng ngày hôm nay, thì cái phần nước dùng vẫn là phần quan trọng nhất. Khi mà mình ăn một tô phở bò, mình thấy có chất lượng hay không, có ngon hay không thì nó phụ thuộc vào cái phần nước dùng này rất là nhiều. Và hôm nay trước khi bắt tay vào nấu món phở bò thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn một nồi nước hầm xương ống bò. Do cái thời gian hầm xương ống bò khá là lâu, mình mất tầm khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ, nên là mình đã chuẩn bị trước. Và ngoài nước hầm xương ống bò ra thì mình cần chuẩn bị một gói gia vị để nấu phở bò. Cái gói gia vị này mình sử dụng của DH Food đó các bạn. Cái vị của nó rất là thơm và chuẩn vị. Bên cạnh đó thì mình cũng đã chuẩn bị một củ hành tây, hành tím và một nhánh gừng nhỏ. Cái phần hành tây, hành tím và nhánh gừng nhỏ này mình có cho vô nồi chiên không dầu và mình nướng sơ qua rồi. Tiếp tục thì mình sẽ cho vào đây một miếng nạm bò. Hôm nay nhà mình sẽ ăn phở tái nạm bò viên. Cái phần bò viên khá là dễ chín nên là mình sẽ cho vào sau. Những cái topping trong tô phở bò thì tùy thuộc vào sở thích của mỗi gia đình. Nếu mà gia đình mình thích ăn gân, gầu hay là bắp bò thì mình cứ cho vào luộc cùng với cái phần nạm này luôn ha. Và cái thời gian luộc của mình là tầm khoảng 60 phút. Trong suốt cái quá trình luộc thì mình sẽ để lửa vừa và không đậy nắp nha các bạn. Thỉnh thoảng mình sẽ hớt bọt như thế này để cho cái phần nước phở của mình được trong. Sau khi luộc nạm bò được tầm khoảng 45 phút rồi thì mình sẽ cho cái phần bò viên vào và mình tiếp tục luộc thêm tầm khoảng 15 phút nữa. Sau khi luộc được tầm khoảng 60 phút thì lúc này nạm bò của mình cũng đã chín đây nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt cái phần nạm bò và bò viên ra trước. Tiếp tục thì mình cũng sẽ vớt luôn cái gói gia vị cũng như hành tây, hành tím và củ gừng ra luôn. Cái gói gia vị nấu phở thì mình cũng chỉ hầm tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi ha, là cái phần gia vị nó cũng đã ra hết cái nước phở của mình rồi. Lúc này thì cái màu nước dùng của mình nó hơi đậm màu hơn một tí xíu. Đây là cái màu của cái gói gia vị nấu phở nó ra đó các bạn. Và trong suốt cái quá trình hầm thì mình luôn luôn để lửa nhỏ, nên là các bạn nhìn cái nồi nước dùng của mình vẫn đảm bảo rất là trong ha. Cuối cùng thì mình sẽ nêm nếm gia vị vào đây. Mình sẽ nêm vào đây đường phèn, muối và hạt nêm. Cái phần gia vị thì các bạn cứ điều chỉnh tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình. Sau khi nêm nếm gia vị hoàn chỉnh xong thì cái nồi nước dùng của mình cũng đã xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho phở, các cái topping lên trên, thêm một ít hành lá và đầu hành nữa. Sau đó mình sẽ chan nước dùng vào và mình thưởng thức thôi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái món phở bò ngày hôm nay rồi nè các bạn. Rất là thơm ngon và chuẩn vị. Với cái món phở bò ngày hôm nay thì mình sẽ ăn cùng thêm một ít rau thơm, giá và chấm cùng với một ít tương nữa ha. Đây cũng là một trong những món nước thay thế rất là hoàn hảo cho những ngày mình ăn cơm. Công thức nấu cũng không quá cầu kỳ. Các bạn hãy tham khảo công thức nấu phở bò này từ kênh Bếp Vợ Đậu và làm để gia đình của mình cùng thưởng thức nhé. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem hết video. Và khi xem video, nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy tặng mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.